Bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán chiếc váy dạ hội 3 tầng. Để làm những sản phẩm này mình cần chuẩn bị đó là giấy thủ công màu, bút dạ, kéo cắt và hồng dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.